Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi thêm hái ớt nha các bạn. Ớt bữa nay nó chín chín nhiều, rất là nhiều luôn. Trái nè. Wow. Mình hái về mình để tủ đá, mình để tủ lạnh mình ăn dần nha. Chứ này mà ăn một lần cũng không ớt này thì không ăn một lần được rồi. Thấy còn những trái xanh này chắc cái mùa đông nó cũng không chín kịp. Cái đó thì mình cũng hái cái trái xanh về mình để tủ lạnh mình ăn luôn.
Mình thấy không, ớt Việt Nam rồi, bây giờ mình hãy sang qua ớt Hàn nha các bạn. Ớt này thì nó chín đều, nó cũng chín, mà ớt này là loại ớt cay cho nên mình xay. Vậy mình phơi khô và mình xay ra nha các bạn. Chứ cái này mình không có để đông đá, mình ăn dần như cái ớt kia. Ớt này ăn tươi thì cũng ngon nhưng mà phải ăn trái xanh. Đây là hành quả của mình nha, được 2 bọc. Này chắc bọc không tới 1 kg, 2 bọc chắc được hơn 1,5 kg. Và mình về mình chia ra cái bao vô bọc nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Mình để vào ngăn đông luôn nha, mình để tươi vậy mình để vào ngăn đông luôn. Thì khi nào mình ăn thì mình sẽ lấy ra. Cái này là hủ qua lúc trước mình, cái video trước mình làm. Mình để ngăn đông đó các bạn. Chỉ vậy là mình để ăn dự trữ, ăn qua mùa đông luôn nha các bạn. Tới mùa hè năm sau. Còn cái ớt bự thì mình đem về mình phơi khô. Mình phơi khô xong để mình kho hay là mình ướp đồ, mình để vào cho cái màu nó lên màu sắc rất là đẹp. Và đây là ớt đã xay xong nha các bạn. Khô xong mình xay. Mình đem đây là tiệm xay chứ mình không có xay ở nhà. Cái này xay nhà tiệm nó nhuyễn hơn. Và mình cũng để vào ngăn mát luôn nha các bạn. Và video của mình đến đây là hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình rất nhiều.